Chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với tất cả mọi người cái một cái kiếm tiền online rất là phổ biến hiện nay. Cái này thì thực sự là cài đặt rất là dễ, và cái ứng dụng này khi mọi người sử dụng là không mất vốn, không mất nhiều thời gian, cực kỳ là tốt để mọi người kiếm thêm thu nhập. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách cài đặt. Xin chào tất cả mọi người nha. Mình sẽ hướng dẫn mọi người cách cài đặt ứng dụng kiếm tiền Pi Network. Đầu tiên đây là dùng cho máy iPhone. Đầu tiên mọi người sẽ chọn vào phần Apple. Sau đó mọi người ấn vào phần tìm kiếm và gõ chữ Pi Network. Đó, mọi người gõ Pi Network à. Đó, và ấn tìm kiếm. Đó, khi mọi người nhìn thấy biểu tượng, mọi người hãy nhấn vào chữ nhận. Đó, mọi người nhìn ấn vào chữ cài đặt. Đó. Và sau khi mọi người ấn vào cài đặt thì mọi người chờ ứng dụng cài đặt xong. Sau khi cài đặt xong thì sau khi xong đó hiện biểu tượng chữ mở kìa. Mở, mọi người mở ứng dụng lên thì ứng dụng sẽ đưa mọi người đến phần để cài đặt. Tiếp theo đến phần cài đặt này thì mọi người sẽ chọn đăng ký bằng số điện thoại là dòng thứ hai. Đầu tiên mọi người sẽ chọn mã vùng của Việt Nam là 084. Đó. Sau đó mọi người sẽ nhập số điện thoại của mọi người vào. Ví dụ như 03. Đó, mọi người sẽ nhập số điện thoại của mọi người vào. Sau khi mọi người nhập số điện thoại xong, mọi người sẽ nhấn vào chữ go màu xanh ấy. Chữ go màu xanh nhá. Đó. Đây là chữ go màu xanh này. Đó. Thì họ ứng dụng sẽ đưa mọi người đến phần tiếp theo. Đó, bây giờ sẽ đến phần mọi người đặt password. Thì cái password này họ quy định là đặt password là chữ số đầu tiên là mọi người phải viết hoa, và ít nhất là trong một cái password này sẽ có chữ cái đầu tiên là viết hoa này, và hai số cuối cùng là chữ số từ 1 đến 9 gì đó, mọi người sẽ tùy chọn. Tiếp theo là đến phần last name và fit name, last name là họ và tên. Mọi người sẽ viết, không được viết hoa. Mọi người ví dụ như là như nát lên là như. Đó, mọi người ghi nhá. Fit lên là như này. Đó, phần nát lên là Nguyễn này. Mọi người nhớ nhá, không được viết hoa. Ở dưới mọi người sẽ ghi là như Nguyễn và hai số bất kỳ, ví dụ như là 01 chẳng hạn. Đó, rồi mọi người ấn submit. Đó, sau khi ấn xong phần họ và tên, họ sẽ ứng dụng sẽ đưa bạn đến phần nhập mã câu. Đây là mã nhóm, thì mọi người nhập nhóm là Tắc Minh 89 thì để mọi người sẽ đưa vào trong nhóm để hoạt động. Sau khi cài đặt xong thì sẽ ra giao diện như này, mọi người sẽ ấn vào những hướng dẫn trên màn hình. Đó, và đó, cái đây là biểu tượng tia sét, là biểu tượng mà hàng ngày mọi người sẽ nhấn vào đây để bật. Họ hỏi là mọi người có thông báo, muốn cài đặt thông báo không, thì mọi người ấn vào yes và có nhận thông báo. Thì sau 24 giờ họ khi kết thúc ngừng chạy ứng dụng thông báo, mọi người sẽ ấn vào tất cả những cái hiển thị trên màn hình này. Đó, để đây là những cái hướng dẫn vào các phần thôi, thì mọi người ấn hết vào. Đó, khi nó ra giao diện này, mọi người ấn back vào ở phía trên, có điện thoại thì ấn ở phía dưới tùy theo đó, và ấn dismiss. Đó, và đây là một ứng dụng mọi người đã tải hoàn thành. Đấy, đây mọi người nhìn đây, vào chỗ hai đầu người ấy, đây là nhóm. Ví dụ như mọi người nhìn thấy nhóm Đắc Minh 89 thì chứng tỏ mọi người đã được vào trong nhóm của mình. Đó, đây là cách cài đặt. Và đây tiếp theo là ở cái chỗ tia sét đấy, mọi người kích vào đó thì mọi người sẽ thấy là cái giờ bắt đầu chạy ngược. Sau 24 giờ thì cái tia sét này sẽ biến thành màu
màu lâu lâu xám, khi đang chạy nó sẽ là màu xanh, nhưng mọi người chú ý khi dừng lại thì mọi người hãy bật ứng dụng nó lên để cho ứng dụng chạy. Đây là mình hướng dẫn mọi người cách cài đặt hoàn thành. Mọi người vừa theo dõi xong mình hướng dẫn video là mọi người cài đặt và sử dụng ứng dụng như thế nào. Và sau mỗi 24 giờ hàng ngày ấy, thì mọi người sẽ chỉ cần bấm vào đó một lần thôi là nó sẽ tự động chạy. Đấy. Tất cả những cái gì mình chia sẻ thì nếu mọi người thấy hữu ích thì mọi người hãy like, sub và đăng ký kênh cho mình. Và video tiếp theo ấy, mình sẽ hướng dẫn mọi người cách đổi tiền và cách rút tiền như thế nào từ đồng tiền này sang đồng tiền đô la như thế nào. Mọi người nhớ theo dõi, ấn chuông theo dõi mình nhé. Chào tất cả mọi người.